Diễm ơi, nhanh nhanh lên cậu ơi, chập chạp thế. Cái này, đúng không, là một đống rác rồi này. Cậu đem cái xe lại đây để gom rác lên đấy xong rồi chở đi nào cậu ơi. Đây. Ôi. Này, bao nhiêu thứ linh tinh này. Đấy, các cậu ơi, ở ngoài bãi biển này á, ngày nào á cũng phải bao nhiêu rác xả ra ấy, không biết là từ đâu nó cứ trôi dạt hết lên bờ biển thế này. Kìa kìa, cậu nhìn thấy không? Vỏ bim bim kìa kìa. À, đây rồi. Đây này, quả bim bim này, mì tôm nữa này. Đây chắc là của bạn nhỏ nào á mang ra ăn xong lại vứt ra đây rồi. Các bạn nhà mình ơi, ăn uống xong thì chúng mình phải vứt vào thùng rác nhá, chứ đừng có vứt ra biển. Để tớ vứt lên xe nhá. Bây giờ chúng mình sẽ ủi ra đằng kia để thu gom tiếp đi. Trời ơi, vỏ nước yến à cậu ơi, nước yến nha Nam, sẽ còn cả bàn chải đánh răng để mang ra biển đánh răng cậu ơi. Cả cái hộp cơm sốt đấy này. cái này thì cá làm sao mà ăn được. Đúng rồi, nếu mà để cái này mà các bạn cá ăn là các bạn cá sẽ chết đấy, mà mắc kẹt vào đây các bạn chết đấy. Gom một lúc mà được hai cái bì rác này rồi các bạn ơi. Cậu thu gom rác ở trên bờ nhá, để tớ thu gom rác ở dưới biển nhá. Một con gì màu đen, nó có rất nhiều gai. Con gì à Trang ơi? Ô, ở đây hình như có con gì này. Đi ra đây nào. Ui. À, thì ra đây là một con cua các cậu ơi. Cua thì gặp suốt còn gì nữa. Ra đây, tớ cho xem con này có lạ không. Đây này, lại đây. Nhiều lắm cậu ơi. Nhiều lắm á. Nó từ đâu, nó nhô lên ý. Đây này. Wow. Phải đến chục con ý, cậu nhìn thấy chưa. Đây á. Đúng mấy, rồi. Mấy con cua đen này này. Ui. Cái này là, đây là những cái gai đấy cậu ơi. Ui, đây cũng có này. Wow. Nhiều quá. Cậu cầm cẩn thận đấy, không có cắn đấy. Những cái gai này nó đang cử động kìa, cậu nhìn thấy không? Tớ chạm vào đâu là nó cử động theo đấy này cậu ơi. Kiểu như nó buồn ý. Nó kêu. Nó kêu được này. Ui cậu ơi, nhưng mà làm thế nào để bắt nó lên bây giờ? Trông cái này, ui, con này có vẻ dễ hơn này. Con này nó nằm ở trên. Ấy, nó đang động đậy đây này. Ui. Con đang cho gì thế? Ui, ở dưới của nó này. Bên dưới là mặt của nó hay sao ấy. À, thì ra là ở trên lưng của nó toàn là gai thôi cậu ơi. Còn ở phía bên dưới này mới là mồm của nó này. Cái gai là để nó tự vệ đấy. Còn ui, bên dưới này chính là những cái mồm để nó ăn, nó tìm kiếm cậu ơi, nó ăn bên dưới này này. Nhìn những cái chân nó vẫn còn đang cử động này. Wow, hay ghê. Con này là con nhím à? Đúng rồi, con này là con nhím biển đấy. Con cầu gai ấy, hay gọi là con nhum biển đấy cậu ạ. Ồ, con này nó có nhiều tên các cậu nhỉ. Wow. Trông con này hình như là nó bò được đấy, nhưng mà nó bò chậm lắm, mới cả nó cứ hay bám ở những cái tảng đá đây này. Nó bám chắc lắm cậu ơi. Wow, nó bám vào đây. Cho lên tảng đá này đi cậu ơi. Đây, để tôi cho hết ở đây nhá. Đấy, một con này. Hai con luôn này. Đây đây. Đâu, để tôi thử bắt xem nào, xong tôi có bắt được không. Cứ tóm vào các cái gai này, xong rồi nó lên thôi đúng không. Cậu phải tóm vào mấy cái gai cơ, tóm vào một cái là nó bị gãy đấy. À. Wow. Tớ bắt được này cậu ơi. Để tớ thử cho nó. Bò lên tay tớ xem nó có nhột nhột không nhá. Đấy. Wow, nhìn này. Nó lại bắn gai vào mặt cậu bây giờ. Bắn như con nhím đúng không? Đúng rồi. Khi nào mà nó nguy hiểm. Các cậu ơi, nó sẽ bắn cái gai vào phía mình đi. Nhưng con này nó không bắn gai đâu. Cái gai của nó mềm lắm cậu ơi. Nhưng Thu xa, ba con rồi. Tớ đặt hết lên tảng đá này đi. Đây, để tớ đặt bạn này lên đây nhá. Đấy. Wow, nhiều thật đấy nhím ơi. Để tôi đếm xem có bao nhiêu bạn nhím biển ở đây nhá. Một bạn này, hai bạn này, ba bạn này, bốn bạn này, năm bạn này, sáu bạn này, bảy bạn này. Và một bạn này nữa là tám bạn cậu ơi. Tám bạn luôn. Ui, thôi đừng bắt nữa. Này, nhìn đằng này này. Tớ còn phát hiện ra ở phía bãi đá này có một bãi nhím biển luôn cậu ơi. Wow, cái bạn này bị bao nhiêu cái hòn gạch. Nó đều người nhím ơi. Ô, có cả cái con gì này. Cái con này trông nó dài trông như con giun ấy cậu ơi. À, như con đỉa. Đây này, đây rồi. Bạn này còn tròn xe luôn. Đang cử động kìa cậu ơi. Cái râu của bạn này, à không, cái gai đang cử động các cậu ơi. Ui, cậu cẩn thận đấy. Cậu làm gì thế nhím ơi?
Đây, tớ ngửa bạn ấy lên cho các bạn xem này. Wow, cậu để ý camera xem nào. Ấy, các cái chân của bạn ấy cử động kia. Đây nữa này, ở dưới các cái bãi đá này nhiều lắm cậu ơi. Nhiều đây, chưa? Wow, phía trước kia kìa. Cậu phải nhìn nè, ở đây nha, là một bãi nhím biển luôn. Thì ra đây là nhà của các bạn nhím biển đấy. Ui, nhiều nhà, chỗ nào cũng có. Ui ôi, đẹp xì luôn. Nhiều chưa, đáng chắc lắm. Con gì đây? Hình như đây là một con sao biển hay sao ấy. Tớ nhìn thấy nó có mấy cái chân kìa. Cậu bắt lên đây để tớ xem nào, xem đúng là sao biển không. 1, 2, 3, 4, 5. Ờ, đúng rồi, nó có 5 cái chân cậu ơi. Bạn bị sao ấy? Nhưng mà cái ngắn cái dài buồn cười chưa? Ui, vẫn còn các bạn nhím biển ở đây này. Nhưng mà các bạn này bây giờ làm thế nào hả nhím? Bình thường á, các cái bạn này về nhá, là mình có thể cắt cái dài này đi này, xong rồi mình nướng mỡ hành lên đi. Ăn đấy, ngon lắm. Mày ăn hơi bị ngon luôn đấy. Thế là ăn được à? Đúng rồi. Nhưng mà ở đây bây giờ mình chả có cái gì làm, mình còn phải đi nhặt rác thôi. Thế đấy thôi, kệ thả bạn ở đây thôi. Đúng nhá. Rồi. Đây, cho lại thả vào chỗ cũ nha. Nhím ơi, lại đây. Có phát hiện ra dưới cái bì tải này có cái vật gì? Có cái gì? Đây này. Cái này là cái gì? Tớ không biết, nhưng mà bên trên nó còn có một cái dòng chữ gì này cậu ơi. Ồ, có chữ à? Đúng rồi. Cái này là ai ở ngoài đảo hoang xong rồi viết chữ lên xong rồi cầu cứu xong ném vào đây hả cậu? Ui, có khi thế cậu ơi. Nhìn chung nó kỳ lạ lắm. Đi đi cô vợ. Là cái gì? Bá tục và khám phá hay sao ấy? Tục và khám phá. Ngồi vào đây xem nào. Cái này nó được bọc ở một lớp ni lông này. Ui mày thế, hôm nay tớ đem cái này. Mang cái gì? Đây. Cái kính á. Cái kính. Cái này để làm gì? Để khi mà đục vào thì nó không bị bắn vào mắt đi. Và một cái này nữa, có biết là gì không? Cái đấy là cái gì đấy? Cái này là cái chổi. Cái chổi để quét cái chổi của mấy cái ông khảo cổ học có đúng không? Đúng rồi, đấy, đây, cậu phải đeo cái này. Chổi, đây, vào đây. Đấy, còn đây là dụng cụ đục đây này. Wow. Đấy. Cậu nhìn thấy không? Đấy, cậu đục. Ui. Đi. Mày đi nhặt rác mà lại kiếm được cái này. Hơi bị hay ho đấy. Không biết bên trong có bảo bối gì không nhỉ? Đây này. Cậu cẩn thận, mà đục vào tay đấy. Ui. Có cái gì đấy? Hình như có cái gì này cậu ơi. Wow. Phải lấy cái chổi ra đây. Wow. Mình càng quét thì nó càng ra này. Đây, để tớ đục thêm mấy phát nữa này. Đấy, ra rồi. Ui, hình như tớ nhìn thấy cái một cái chân cậu ơi. Cái chân á? Tớ tưởng trong này phải là bức thư của ai chỉ ra chỗ chỗ dấu kho báu á. Đúng rồi. Tớ đục ra rồi này. Ồ, có một cái đuôi và hai cái chân đấy cậu ơi. Ui, thế đây là cái gì nhỉ? Để tớ đục tiếp này. Ui, a à. Con gì đấy? Tớ nhìn thấy rồi. Ồ, cậu nhìn ra con gì chưa? Có một con và một con mẹ. Có hai cái tay cậu ơi. Và một cái mỏ này. Để tớ thử lấy ra nhá. Wow, con này có bạn nhỏ nào nhà mình đoán được đây là con gì không? Đây là con chim cánh cụt cậu ơi. Thế nhưng tại sao nó lại bị mắc kẹt vào trong cái cục đá này nhỉ? Tớ không biết, chim cánh cụt này có thể là từ thời xa xưa ấy. Xong là bị đóng băng, xong rồi là bị hóa thành đá cậu ạ. À, thế là đây là chim cánh cụt thời cổ đại à cậu ơi.